Rồi, trạng bonsai Phú Yên, chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 22 tháng 10, mình có một số cây hải châu và sam núi trái khai thác trà Phục Kiến giao lưu anh em. Rồi mã số 1. Một cây sam núi khai thác nhưng mà anh em. Cây này có dáng là quen nhân nha, sam trái. Dáng quen nhân. Cây bộ đứa trải rất đẹp nha. Rồi cây này là thân bên ngón tay nha mấy anh em. Đang cho trái đi. Xem trái nha mấy anh em. Rồi cây này là cao 25. Thân là bên ngón tay út nha. Dáng quen nhân, co lét rất đẹp nha mấy anh em. Rồi 200 cây em bao ship. Mã số 1. Rồi qua mã số 2. Mã số 2 là một cây trà Phục Kiến. Cây này cụm nem thân nha, cây rất to nhưng mà anh em, một cụm nem thân. Cây đã được uống một lượt dây định hình hết nhưng mà anh em. Dòng này là rất nhanh là cho hồ vẻ nha. Cây không bỡ bọng. Rồi em đo cái quanh nè. Ở dưới đây là 38 nhé, chiều cao là 55, tàn ngang 60. Cây thành phẩm nhé mà anh em, gần thành phẩm, những tan hết nhé. Vành 38, chiều cao 55, tàn ngang 60. Rồi 550 cây em bao ship. Cây trà Phục Kiến mẹ số 2. Rồi về mẹ số 3 là một cây hải châu nha, cây mọc cốt thân cò lét nha, mọc cốt thân cò lét rất duyên dáng nha. Cây này bộ đứa rất to dù đây nhưng mà anh em, do là trong chậu này lâu quá mình cũng không có xối lên hết cho bộ đứa, là anh em khỏi phải bàn nha. Bộ đứa rất to, dòng lá là nhỏ rí nha, dòng này là khác lại là thành là rí luôn nhưng mà anh em. Và dòng lá cho anh em xem rất cực kỳ đẹp. Rồi em đo cái quanh ở dưới đây, ở trên thân, quanh thân trên đây nha, cho con ở bộ đớ là rất to. Quanh thân ở trên chỗ em chỉ đây là 17, chiều cao là 45, ta ngang từ bên này qua bên kia là 50. Mọc cốt lét nha, cây lét rất duyên dáng nha mọi anh em. Cây này có lét rất duyên dáng nha. Rồi 1.7 triệu em bao ship. Cây đây là để đi dây định hình hết nha mấy anh em, là chỉ nuôi thêm thời gian là cây sẽ mịn nha. Rồi 1.7 triệu em bao ship. Cây hải châu mẹ số 3. Rồi qua mẹ số 4 là một cây lùng lục. Cây này một cốt hai thân, cốt đứa rất to nhưng mấy anh em. Cây này cũng thành phẩm nha, chi tàn nuôi rất lớn luôn nhưng mấy anh em, chị tàng nuôi bên ngón tay út hết nhé. Ở đây là nó có cái lụa thép rừng mọc xíu ở đây thôi nhưng mà anh em không sao hết, đều sống hết nha. Lụa rừng mọc xíu ở đây. Còn bộ đớ là anh em khỏi phải ba nha, đớ là một cục luôn nha, cục rất to. Rồi em đo cái quanh tổng quanh ngay chỗ tay em chị đây là 28, chiều cao 40, tàng ngang là 37, còn thân đây em đo là 17 nhé. Và thân 17 rất to nha mấy anh em, cây nhuyễn hết nha. Thân co lét nha. Rồi 700 cây em bao ship mẹ số 4. 700 cây em bao ship. Rồi qua mẹ số 5. Mà số nem là một cây, cây này là quẻ đang cho quẻ nhé, cho hoa, đang cho quẻ cho hoa nha. Cây này bộ đớ là khỏi phải bàn nha, bộ đớ một cục luôn nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh này vô đây là 31, còn cái thân này là 9 cm nha, chiều cao là 45, tàng ngang cũng là 45 nha. Cây này anh em giờ sửa lại tàn nhánh là đủ hết nha mấy anh em, giờ chỉ do dây uống sữa lại thôi. Dòng lá mo, lá tròn lá mo nha mấy anh em, dòng lá này là trái cực kỳ to và sai đây.
quẹ đi, quẹ tròn mà như dương bi nha, bằng ngón tay út luôn nha mấy anh em. Quẹ nó đi, dòng này là quẹ cực kỳ to. Bộ đớ là anh em khỏi phải bàn cãi nha. Rồi em đo cái quanh dưới đây là 31, còn cái thân này là 9cm nha, chiều cao 45, tàng ngang cũng là 45. 800 kè em bao ship, 800 bao ship mẹ số nem, rồi qua mẹ số xéo. Cái này cũng bộ đớ là anh em khỏi phải bàn nha, dòng lá này thắt lại lá rí luôn nha mấy anh em, dòng lá cực kỳ đẹp. Quay tổng thể cho anh em xem. Bộ đớ là anh em khỏi phải bàn nha. Rồi em đo cái van là dưới đây là 18, chiều cao là 30, tàng ngang 40. Van 18, chiều cao 30, tàng ngang 40. Rồi 650 bao ship, 650k bao ship. Cây Hải Châu mẹ số 6, 650k bao ship. Cái này anh em giờ thay chậu là chơi rất đẹp nha. Dòng lá rí, lá nhỏ rí nha, thời gian là nó thể sẽ thắt lại lá rí luôn nha, rất nhỏ rất đẹp. Rồi qua mẹ số 7 là một cây mini nha mấy anh em, cây bộ đớ là rất đẹp. Anh em giờ thay vô chậu men là bỏ bán chơi cây rất đẹp nha. Rồi em đo cái bánh yêu ở trên đây là 7cm, còn ở dưới đây rất to nha, cụ đớ vô đây rất to nha. Quần yêu 7cm, chiều cao 30. Rồi 250k bao ship, 250 bao ship mã số 7. Rồi qua mã số 8, cũng một cây bộ đớ là anh em khỏi phải bán nha, thằng co lét. Cây này, mấy cây này anh em thay vô chậu men là bỏ bán chơi là rất ok nha. Rồi em đo cái bánh nè, quan yêu ngay chỗ đây là được nem sen nha, cho con bộ đớ là cây nào cũng rất to nha, chiều cao là 25. Rồi 220k em bao ship, 220 bao ship mã số 8. Rồi qua mã số 9, mã số 9 là gồm hai cây nha, cây số 1, cây cũng bộ rỡ nẩu nha mấy anh em, rất đẹp, cây này cũng to nha. Rồi em đo cái quan yêu ngay chỗ đây là 6cm nha, chiều cao là 25. Rồi cây số 2, cái này anh em giờ thay chậu men là bỏ bán chơi rất đẹp nha. Cây số 2 là em đo cái van eo ở trên là 5cm nha, còn ở dưới là chân rỡ rất to nha. Van eo 5cm, chiều cao là 20. Rồi 350k bao ship kẻ hai cây nha, 350k bao ship kẻ hai cây. Rồi về mã số 10, cũng kẻ gom hai cây nha. Rồi cây số 1 rỡ nẩu, cây rất đẹp nha, rất collect, rất duyên dáng nha mấy anh em, cây này là rất ok nè. Rồi em đo cái van à, van eo nha, cho con ở dưới là rất to. Van eo là 5cm, chiều cao là 25. Van eo 5cm, chiều cao là 25. Rồi cây số 2, cây rất đẹp nha, thằng collect rất đẹp nha. Rồi em đo cái van đây là 18, chiều cao là 25. Rồi 400k em bao ship, 400 bao ship mã số 10, gồm cả hai cây nha, mã số 10 gồm hai cây, 400k bao ship nha. Rồi qua mã 11, mùa mọc cũng gom hai cây nha. Cây số 1, cây này rất duyên dáng nha mấy anh em, cây nào đỡ rửa cũng ok hết nha. Rồi cây thân là bằng ngón tay út nha, chiều cao là 20, thân bằng ngón tay út, chiều cao 20, thân collect nha. Rồi cây số 2 là một cây chân rửa nha, một cây chân rửa nậu rất đẹp nha mấy anh em, thân được tạo dáng collect rất đẹp nha. Rồi thân mà cũng bằng ngón tiểu cao 17. Rồi 350k bao ship kẻ hai cây nha,
350k bao ship cả hai cây, rồi về mã 12 cũng gom hai cây nha. Cây này chân rửa và được tạo dáng là collect rất đẹp nha. Cây này là trồng từ nhỏ nên là được tạo dáng từ nhỏ nên là cây nó rất là đẹp nha mấy anh em. Cây này cũng bên ngọn tây Úc mà được uống rất đẹp. Rồi cây thứ hai, cây thứ hai là kẹo 20, cũng cây chân rửa nha. Cây này rất đẹp, dòng lá đó cũng rất ok nha mấy anh em. Rồi mã 12 là 300k bao ship cả hai cây nha, 300 bao ship cả hai cây. Rồi video của em đến đây là kết thúc nhé. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký. Rồi chào anh em.